đồng hương, đồng hương của bạn của em. Sao muốn muốn tán à? À thôi đâu thôi à? Đâu rồi, đâu rồi. Dạ, thôi không phải không, không có mụn gì chưa rồi. Không có mụn quay gì, không có mấy cái à, chán quá rồi chưa mụn gì. Cái gì vậy? Dạ đâu 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 mà đâu. Bia kéo cái quạt xuống cái bia, nóng quá bia. Ngồi này gần này. Ồ chị ở đất nông mà sao giọng chị không giống giọng bạn kia chứ? Sao lại không giống? Không kiểu, không kiểu nói nó khác. Bạn em ở đất đất mà kiểu giọng giọng giống bạn đó. Ủa, chị thấy nó giống nhau mà ta. Không, chị không ngọt ngào bằng thôi chứ chị sẽ thấy giống mà. À, à cái gì? Tí nữa mình đừng kêu đau nha. Ôi. Ê, cái này là tại cục mụn nhưng mà là tại chị cố tình nha. Nó tưởng cố tình làm bắt đầu này. Hợp lý chút đi. Vẫn còn đau mà. Dạ đau chứ. Bà bảo là không đau. Chị em nó đau rồi ai dám đến bên chị nữa à? Ừ. Không đau nha. Dạ sự thật thì mất lòng. Nhưng mà đau thì. Để chị lấy cho nó đau này. Giờ nó sẽ cho sao nó. Sao cái lông khá thiệt nhiều dữ vậy trời. Cho nó gọi là đau thiệt này. Không vui chút nào. Dạ do dạ. Em ăn uống không điều độ với ngủ không đủ giấc nên nó vậy. Nhà em được vậy là nhờ vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ chị đâu có phần thế nào đâu đúng không? À có. Không, thông minh. Trả lời được đấy, thông minh đấy. Ai cũng nói vậy hết chị. Điện giật nhiều quá vậy. Tuần sau qua cho chị quay feedback nè. Ai thôi. Khi không có mụn hải qua nha. Khi đợi lâu rồi mới có mụn lại qua là đuổi về đấy. À là qua quay xong về đúng không? Đúng rồi. Chim thấy hết mụn rồi không đi nên để cho nó có mụn lại mới đi. Có mụn lại mới đi là sao mà đuổi về đấy. Ok không? Thấy bao giờ thì chị một chầu trà sữa, con cam vừa vào vừa lòng thì chị. Ừ, mày chị hỏi có tiền không là vậy đúng không? Vậy mà bữa chị nói chị mời mang bị cay mà chưa mời. Nhắc chị không biết. Em nãy giờ có ghi vô, âm có ghi dạ, âm không? Dạ có nãy giờ vô là bật ghi âm sẵn. Đâu bây giờ chị đâu có nói vậy nữa đâu. Ừ nãy giờ ghi âm là kêu em mời hả? À. Đâu nhưng mà em chưa có đồng ý mà nên là chưa tính đâu. Nãy chị mới thấy em gật đầu quá vậy. Không phải không đau quá. Ủa xem từ chỗ nhanh có vậy. Ừ. Hỏi là lần cuối nè. Gong cha không? Em chưa uống gong cha bao giờ luôn. Em không dám uống gong cha hả? Dạ đúng rồi, em còn không dám uống gong cha. Chị cứ em mời gong cha là chết không em rồi. Không dám uống gong cha mà. Sinh viên nghèo, giấu cha, giấu mẹ. Đi chị mong mà. Sao lại gọi sinh viên nghèo, giấu cha, giấu mẹ là không? Trốn cha, trốn mẹ. Đi tới đây chơi. Chơi. Em đánh đổi là do tuổi trẻ em chơi bời quá. Em mà chơi bời á? Không, ý là ngu muội. Em chỉ có đi không qua 12 giờ là em đã về rồi. Chị đâu có nói cái đấy đâu. Ngu muội xài ấy thôi. Dạ. Đúng chưa? Dạ vâng. Chà vậy, trời ơi, chị nói sao mà sai được em. Không có mụn nữa luôn á. Thiệt luôn á trời. Không có mụn nhưng mà nước mắt nó vẫn ra. Có đau miếng nào đâu trời. Tôi em nó sao á. Em làm sao ấy. Hay
tụi chị không đang miếng luôn á. Ừ. Chà, em biết, em hiểu. Mời mọi người ăn đi, cái múc lên một mà mọi người ăn đi chứ. Mọi người một ly đi chứ. Em nấu chè dưới là xong á hả? Bây giờ bỏ tủ lạnh đó chị, cho nó lạnh tí nha. Em chờ được. Không có phần của em đâu hả? Cái mời người ta không cha, không chịu mời, đòi ăn chè của người ta. Sẵn quá, sẵn quá. Gắn mấy cục hùng vô thầy. Mời gông cha đi rồi cho anh chè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ly hả? 7, 8, ừ, tính em là 8. Thôi, bỏ ly em ra đi. Bỏ ly em ra đi hả? Dạ, em uống trà đá luôn. Sao uống nổi của nó này không biết nữa. Nói là đau lòng thôi, để chung gông cha cho em uống nha. Ờ, có ghi âm nha chị. Bị điện giật nhiều. Dạ không đâu chị. Người ta giật là người ta điên dại, mình càng giật càng khôn à. Hôm bữa em ở trên cột điện á, em thấy nó rồi em không có đụng nó đâu. Nhưng mà hồi nữa sau em bị khiều chúng nó cái giật em, chúng em chửi nó. Chửi nó. Cái hồi nó giật em cái nữa. Vậy hả? Dạ giật hai lần chứ một cây trụ luôn. Vậy hả? Nhưng mà không sao. Từ khi bị giật là em như này đúng không? Không, sao lại là như thế này? Như thế này là như thế nào? Đúng rồi đó. Thì như thế này là như em hiện giờ này. Tính như giờ hả? Tính như giờ. Dạ không phải đâu, tại em cố tỏ ra vui vẻ cho mọi người, cho mọi người vui á. Chứ tính em bình thường lạnh lùng boy lắm đúng không? Dạ bình thường em không có nói chuyện đâu. Thôi em bình thường như chị chỉ cái đi. Dạ bình thường là khi ở mình đó chị. Chứ mày ở chuyên nghiệp, mày ở mình mà mày còn nói nữa thì thôi chứ. Mấy ngày gì chắc ngồi nói chuyện với cây với đồ vật trong nhà không chứ làm gì. Dạ đâu, mấy ngày dịch ở quê em là đi leo cột điện đó chị. Quê em còn thoáng lắm. Quê Long An đúng không? Dạ không phải. Tây Ninh hả? Dạ đúng rồi. Tây Ninh hả? Dạ vâng. Nào về quê đưa mua đưa bánh tráng Tây Ninh lên đây ăn nha. Dạ, về quê đưa bánh tráng Tây Ninh lên đây hả chị? Hợp lý không? Dạ cũng được á. Chị bụng cho mày, chị lấy không có lấy tiền không có nhiêu chứ, cho nó mấy bịch bánh tráng này không cho tụi chị ăn nữa. Dạ mấy bịch thì được. Chỗ em có bán cái sâu có 7.000, 10 bịch á. Cũng đưa. À. Chặt có tắc đúng không? Có trái tắc đúng không? Dạ không. Ủa chị bánh tráng gì? Hành phi muối. Có chừng này thôi hả? Thôi mua cái nào mà có trái tắc ấy. Có trái tắc ấy hả? Tắc cũng có 7.000 hả ba? Không nha. Mua sĩ chắc 7.000. 8.000. Người ta tính tiền chế tắc nữa. Thì 8.000. Không, em mua cái bịch nửa ký. Nửa ký tắc hả? Nửa ký bánh tráng á. Không, trong đó có bánh tráng không mà tắc á thì thôi, mua riêng. Chị tự bổ sung vô. Nhưng mà bánh tráng phải có tắc nó mới ngon. Dạ thì lên mua riêng cho chị mấy chế tắc. Không. Cái loại mà bánh tráng mà có trái tắc mới ngon. Chứ không phải là nó không có tắc nó không ngon. Hiểu không? Hiểu không? À, dạ tạm hiểu rồi đó. Chắc hiểu mới lạ luôn đó. Hiểu. Ủa cái cục phiếu này đâu rồi? Dạ nó bị lặn rồi. Nó lên nó thăm rồi nó về. Xem nào. Ủa đâu rồi? Ghê à. Trời ơi. Nhưng mà nó vẫn còn một tí. Chị để chị luôn. Thật là đỉnh. Thôi mày. Mở cái cục kia quay à?